Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây dư luận xôn xao trước thông tin một người sau khi đi theo nhóm tu hành đầu đà của ông Thích Minh Tuệ đã tử vong do sốc nhiệt. Ngay sau đó, danh tính cũng như nhân thân của người này đã được nhiều người bàn tán. Được biết nạn nhân đã tử vong là Việt Kiều Mỹ, đi cùng với ông còn có cả người anh rể. Danh tính, người đi theo ông Thích Minh Tuệ tử vong do sốc nhiệt. Theo thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tối 30 tháng 5, lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế xác nhận ông Lương Thanh Sơn 47 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh tử vong. Hiện tại thi thể ông Sơn đang lưu lại nhà xác của bệnh viện để làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Được biết ông Sơn được chuyển từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến bệnh viện Trung ương Huế vào chiều cùng ngày trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Ông Sơn tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây 3 ngày. Theo tìm hiểu, ông Sơn có vợ và con cùng sinh sống tại Mỹ. Ông tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây 3 ngày. Cùng đi có người anh rể có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Sơn đã ngã bệnh khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử thì ông ngất xỉu và được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa, huyện Triều Phong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái hôn mê sâu ngừng từng hoàng hô hấp bệnh nhân được nhập viện tại bộ phận cấp cứu hồi sức tích cực sau đó được chuyển lên điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc sau khi đưa ông sơn vào bệnh viện tỉnh hai người phụ nữ nhờ bệnh viện liên hệ với đoàn của ông thích minh tuệ hoặc người nhà để tìm người thân cho bệnh nhân sơn được một lúc thì hai người phụ nữ rời đi với những triệu chứng trên ông sơn được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị sau khi người nhà đến đã thanh toán chi phí điều trị cho bệnh viện và cảm ơn bệnh viện đã tận tình cứu chữa ông Sơn. Người nhà có nguyện vọng đưa bệnh nhân Sơn vào bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhận định không thể đưa bệnh nhân di chuyển quãng đường xa, vì vậy người nhà nguyện vọng đưa bệnh nhân vào một bệnh viện ở thành phố Huế, tuy nhiên ông Sơn đã tử vong. Việc ông Sơn ngã bệnh nguy kịch giống lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những người không đảm bảo sức khỏe mà tham gia đi theo ông thích Minh Tuệ là rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, một số người dân hiếu kỳ đã gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của bản thân. Việc người dân chen lấn quay phim chụp hình đã tạo ra cảnh hỗn loạn cần phải chấm dứt nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Cái tên Thích Minh Tuệ ngày càng trở nên được quan tâm hơn trên mạng xã hội khi người này đi tới đâu là được người dân săn đón tới đấy. Những ngày này, cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán cách tu tập theo lối khổ hành tăng của ông Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên, câu chuyện về quá khứ của ông Thích Minh Tuệ ít ai có thể biết được. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ của thân sinh ra sư Thích Minh Tuệ. Quá khứ ít ai biết về ông Thích Minh Tuệ Theo đó, ngôi nhà cách thành phố Pleiku, Gia Lai chừng 40 cây số, ông Lê Xuân, 84 tuổi, thân sinh ra sư Thích Minh Tuệ, cùng vợ sống trong căn nhà hai tầng khang trang ở một xã của huyện Iagrai. Dù lớn tuổi nhưng ông Xuân vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn, Kể lại về quá khứ trước kia khi các con còn nhỏ, ông Xuân kể cách đây hơn 30 năm. Ông cùng gia đình từ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và huyện Iagra, Gia Lai lập nghiệp. Ông Xuân cùng vợ có ba người con trai và một người con gái, trong đó anh Lê Anh Tú là người con thứ hai hiện đã 43 tuổi, nay được gọi với cái tên Thích Minh Tuệ. Ông Xuân chia sẻ, ngay từ nhỏ Tú là người con trai hiền lành, hiếu thảo, học lực khá nên được mọi người quý mến. Học xong phổ thông, theo nghiệp bố, anh Tú đi bộ đội chừng 3 năm sau đó theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên. Ra trường anh Tú làm đo đạc cho một công ty tư nhân ở Đắk Lắk. Thời điểm này, anh Tú đọc những sách về Phật nên đã ăn chay, tu tại gia. Gia đình hồi ấy cũng khá lo lắng vì không thấy anh có bạn gái, tâm tư cũng không muốn lập gia đình. Người cha già phân trần, gần 10 năm về trước Tú có đọc sách về Phật Pháp nên phát nguyện đi tu. Lúc ấy tôi nói đi tu rất khó khăn nhưng đã quyết thì phải tu trọn vẹn, không được phá giới, phải chân cứng đá mềm, không tham lam sân si. Lúc đi, Tú để lại cho tôi một cái đồng hồ điện thoại tủ lạnh 8 mét vải màu vàng. Về hai người con trai còn lại, ông Xuân bọc bạch cho biết hai con theo truyền thống của cha, đi bộ đội trước khi đi học nghề. Anh trai của sư Thích Minh Tuệ, sau khi đi bộ đội về học hành rồi làm giám đốc một doanh nghiệp, có vốn nhà nước ở Gia Lai, gia đình ông Xuân hiện thuộc diện khá giả ở địa phương. Lau giọt nước mắt, ông Xuân bày tỏ sự thương nhớ con trai, tuy vậy qua mạng xã hội, ông thấy con trai mình được mọi người ủng hộ nhiều nên thấy rất ấm lòng, ông Xuân xúc động. "Vợ tôi đã rơi Tú ngoài đường, do lúc ấy đi làm ruộng nên về nhà không kịp. Từ nhỏ Tú đã có lòng từ bi với mọi người, không bao giờ muốn làm ai buồn lòng. Ai em nó cũng xem là cha mẹ phải học hỏi. Tú đi cả chục năm nay chưa về rồi, nhưng thời gian này mọi người mới để ý nhiều." xuất phát điểm là một người con bình thường như những người khác. Vậy nhưng qua những thông tin cha của sư Thích Minh Tuệ chia sẻ, có thể thấy ngay từ nhỏ, ông Thích Minh Tuệ đã có một tấm lòng bao dung, thương người và tất cả mọi vật xung quanh. Có lẽ ý chí quyết tâm hướng về Phật Pháp đã được vị sư này theo đuổi như một thứ duyên. Trong một tình thế mà dân thường không biết phải làm sao ngoài kính nhi, viễn chi, như vậy bỗng xuất hiện công dân Thích Minh Tuệ được mạng xã hội mang hình ảnh đi muôn nơi, bước chân ông như gõ cửa từng nhà. Vẫn lấy họ của Phật Thích Ca, có vẻ như tu theo đường lối nguyên thủy nhưng lại không thuộc về giáo hội hay một ngôi chùa nào. Một số người cho rằng cách tu của ông không hợp thời, nhưng chắc ai cũng phải công nhận rằng con đường ông đã và đang chọn thuộc loại gian khổ nhất. Những gì khiến một người bình thường thấy bất an thì thích minh tuệ đều chủ động sống với nó và có vẻ ông sẵn sàng đón nhận mọi điều sẽ gặp trên đường du hành dù có bị đấm chảy máu hay được quét đường cho đi lúc nào cũng giữ một nụ cười trả lời câu hỏi thầy định đi tới đâu có vẻ ông xác định sẽ bộ hành du tu đến hết đời chính vì thế mà thượng tòa thích minh đạo bà rịa vũng tàu cho rằng thích minh tuệ là hiện diện của tổ ca diếp đại đệ tử của phật thích ca trọn đời tu theo hạnh đầu đà nhưng cũng có người trong giới tu hành cho rằng thích minh tuệ với sự tiếp tay của những người quay phim tung lên mạng đang tạo ra cơ hội để phá hòa hợp tăng tội này lại được so sánh với những gì mà một đệ tử của phật thích ca là đề bà đạt đa đã phạm phải vì khi dư luận nâng thích minh tuệ lên hàng chân tu vô hình chung có thể khiến đại chúng nghi ngờ hạ thấp những pháp tu khác liên tưởng này có lẽ đã đi quá xa nếu đề bà Đạt đa chủ động hãm hại Đức Phật với ý muốn thống lĩnh tăng đoàn, Thích Minh Tuệ chỉ đi con đường riêng mình. Việc tu tập của Thích Minh Tuệ tác động tới người khác ra sao tùy theo duyên của người đó. Đại đức Thích Đồng Đạo Hà Nội cho rằng, kiểu của Thích Minh Tuệ là tình trạng biến đổi tư duy đi tìm cầu một cái độc lạ không giống pháp nào trong giáo lý, vì vậy không thể gọi ông là sư dường như thích minh tuệ cũng đã lường trước được những ý kiến như vậy nên chỉ tự cho mình là một công dân đang tập học theo lời phật dạy xưng con với tất cả mọi người coi mọi người đều là anh em cha mẹ chắc cũng không ít người từ tấm gương khổ hạnh và can đảm dám nghĩ dám tu của thích minh tuệ sẽ rút ra được một số bài học để điều chỉnh bản thân nhân dịp hàng nghìn người theo dõi hành trình của ông thích minh tuệ thường tòa thích minh đạo nhắn gửi Đừng bao giờ biến thành nô tỳ mãi là kẻ ăn xin trên dòng Phật pháp. Chúng ta cũng là con người có Phật tính, cũng sẽ thành Phật nếu có lòng, có chí. Nhưng sự tinh tấn tu hành của các bậc thầy cao khiết, hãy so sánh chính mình để nhìn vào chiếc lá vô thường đời mình mà tự tu. Dù tỉnh thức ở những mức độ nào, mỗi người cũng phải tự đi đường của mình, tức tự tu. Nhưng đôi khi được tạo cảm hứng từ độc đạo của người khác cũng là một duyên lành vậy. Bà con đón sư minh tuệ là quyền của mỗi người, nhưng hãy giữ trật tự chung. Những người xuống tóc ba y một bát đi theo sư minh tuệ là sự lựa chọn của riêng mình, không ai có quyền phán xét hay cấm đoán, nhưng đi theo sư minh tuệ thì phải giữ gìn trật tự công cộng, trật tự giao thông chính sư Minh Tuệ trong nhiều video clip được các youtuber ghi lại đã nói rằng không lôi kéo ai theo cũng không ngăn cấm. huynh đệ nào muốn tu học theo con đường của Đức Phật thì cứ đi. Nhưng giữ gìn trật tự, đi trên đường theo hàng một để không gây cản trở giao thông. Điều đáng ghi nhận là những người xuống tóc đi theo sư Minh Tuệ khá đông, nhưng giữ gìn trật tự. Riêng bà con đón trước sư Minh Tuệ thì hơi quá đà. Yêu quý tôn kính một vị sư mà Phật tử tin rằng là chân sư là quyền tự do của mỗi người. Xin không bàn đến những điều liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, nhất là đối với sự xuất hiện của sư Minh Tuệ với nhiều ý kiến tranh luận bằng cả hiện nay, chỉ nêu ra những điều liên quan đến trật tự xã hội và an toàn giao thông. Bà con ô ra đông kín đường quốc lộ đón trước, theo sau sư Minh Tuệ, thành đoàn dài đó là cản trở giao thông, chưa kể có thể xảy ra tai nạn giao thông. Trong những người đón trước có người bị hiếu kỳ, có người quay phim chụp ảnh, có người thành tâm, cung kính với sư minh tuệ, chen chút gây lộn xộn mất trật tự. Cán bộ chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông khu vực nơi có sư minh tuệ đi qua phải tập trung xử lý các tình huống để đảm bảo an toàn, an ninh. Nhưng nếu mỗi người đều có ý thức giữ gìn trực tự chung thì sẽ tốt hơn. Thêm một ý kiến nữa đó là ban đêm cũng có đông người đến khu vực sư minh tuệ nghỉ. Trước hết là không cho Sư Minh Tuệ và các huynh đệ đi theo được nghỉ ngơi làm việc họ. Thứ hai là ban đêm tụ tập đông người rất khó kiểm soát về an ninh trật tự không tốt cho Sư Minh Tuệ và những người khác. Trong một số clip được đăng trên mạng xã hội, Sư Minh Tuệ yêu cầu bà con đừng đến tập trung đông người ban đêm, đề phòng những chuyện xấu xảy ra làm ảnh hưởng đến trật tự ở địa phương. Người tu hành có mong muốn như vậy, đã kính sư thì nên nghe theo lời này thử hình dung nếu có ai bỏ tiền vào nồi cơm điện của sư Minh Tuệ rồi la lối lên sư nhận tiền thì sao? Cũng có ý kiến cho rằng sư Minh Tuệ không ẩn cư mà đi khất thực nên mới tạo ra đám đông bất trực tự như vậy. Xin đừng nặng lời với bậc tu hành, sư có sứ mệnh của sư, đừng phán xét và hãy tôn trọng. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.